Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình Thế Gì Đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục cái series đó chính là Plan 2022 nha. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống bên dưới video và đăng ký mình nhé, nhớ chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Và nếu có thể thì hãy click quảng cáo cho mình. Nếu video được 500 like thì ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất của Plan 2022 nha. Thì ở đây nó có một cái gì đó, một cái vote gì đấy anh em ạ, cuộc chiến á, xem vote xem ai là người chiến thắng à. Ấy chà, à chúng ta vote cho cái cây mà chúng ta thích, cái cây đậu mà chúng ta thích anh em ạ. Đây là cuộc chiến của những cây đậu nha, và để xem cây nào sẽ được vote nhiều nhất để giành chiến thắng chậu vàng thì anh em. Để xem nào, nhiều người thích thì theo như mình đánh giá thì rất nhiều người thích gốc cây băng hoặc cây lửa, mà mình cũng sẽ khá thích hai cây đấy. Mình sẽ vote cho cây điện thì mình có rồi. Ôi, đây là cuộc chiến khá là cân bằng này anh em. Ba cây loại xịn sò, ba cây mất tiền đây. À không, cây này cây lửa không mất tiền. Cây băng, cây electric, mình sẽ vote cho cây electric nha anh em ơi. Mình thích nhất là cây electric. Vote ở trên không phải bây giờ, ok. Round 1 còn cái gì? Vòng 1 à? Tại sao hôm nay mình sẽ vote ở trong ba cây này à? À, hôm nay sẽ vote cho ba cây này anh em ơi. Primer, Piersotter, Pianus và Piersotter thường. Piersotter thường thì thường là nó khá là ít người vote anh em ạ. Cái này thì có 39 dislike và 265 lượt thích. Rồi, ok, mình sẽ vote cho mình thì mình thích cây Clergutter, đó chính là cây Pianus anh em ạ nha. Ok, các em sẽ đấy ra mình phải đăng nhập anh em ạ thì nó mới được, thôi kệ đi. Rồi, nhìn chung chung quy lại như vậy, nghĩa là ta sẽ phải vote tiếp gì đấy thôi. Xong. Coi như nhiệm vụ này ta sẽ bỏ qua nha. Rồi bỏ qua luôn đi. Nhìn cũng khá hay nhưng mà nó phải bắt đăng nhập cái Twister gì đấy cơ. Khó chịu quá thì mình không đăng nhập luôn. Anh em đợi mình một xíu nhé, mình đăng cái video lên YouTube, cái video của Dragon City lên YouTube phát. Hôm nay vẫn là event Pieta Party, đó chính là bố đầu to và con đầu nhỏ. Vẫn là những con zombie đầu siêu to, siêu khổng lồ ở bên này. Chúng ta sẽ... Ơ chứ, đánh nhau luôn à? Từ đăng cái video cái, anh em đợi xíu. Anh em đợi xíu nhá. Đợi khoảng 2 giây thôi là xong ngay bây giờ đây. Mình đăng cái video này lên đã. Tại vì bây giờ nó mới xử lý xong, nó hơi bị lâu quá. Rồi, tí nữa thì mình sẽ có một cái tập về một cái tựa game hay ho hơn một chút. Để xem nào. Chúng ta sẽ để bên này nhé. Em đợi xíu, xong ngay đây. Rồi, ok. Ok, và chúng ta sẽ chiến đấu nào. Mình sẽ gốc cây lửa. À, hôm nay sẽ là lửa anh em ạ, level 6. Uầy, đầu to thế. Anh ơi, đầu mắc to luôn. Được của nó đấy, nha. Yeah. Tốc độ nhanh được không ta? Để mình xem. Cái này sẽ nổ chết hai con không anh em? Mình chẳng biết có nổ chết hai con không nữa. Rồi, cứ để đến đi. Cứ để đến đây đi ạ. Cái lửa này cho cứ để bình tĩnh. Úi giời, cái hàng giữa không có cái nổ rồi anh em. Xong phim rồi. Nó làm gì rất là chậm, để hai cây đi cùng nhau luôn anh em. Ô, mê nhà nó. Chắc phải giết nó rồi anh em ơi. Đậu phộng nhà nó luôn. Đây có hai cây anh em ạ, khó chịu nhờ. Khó chịu thật sự luôn anh em ạ. Lên, ui, phát ba cây luôn anh em. Ngon. Vào đây. Tốc độ nhanh như nào anh em ơi, mình không cần thiết rồi. Có một lần phút là mình sẽ dùng cho mấy cây này luôn nha. Đó, điều dĩ nhiên rồi. Nổi nào, cưng ơi. Rồi, mình chỗ nào chưa có thì mình sẽ đặt thôi anh em. Lên. Một lần phút thì cứ dùng cho mấy cây thôi anh em. Trời ơi, nào, vào đây, cưng ơi. Này á, mà chạy đâu? Ui, sao có một cây ở đây vậy? Bựa vậy anh em.
mình sẽ cần đốt lửa cho nó đã. Chết rồi, đông thế. Thôi mình cho hy sinh người đi anh em ơi, cho hy sinh người đi, không cần thiết đâu, không cần thiết được cái chỗ này đâu. Giật lửa này, một cây nữa anh em ơi, xem nào, để nó đánh đi á. Lửa, trời ơi, còn một con nữa anh em, còn một con boss nữa. Quyết tâm là chiến thắng chứ đúng không? Đã thắng. Chúng ta đã phá xong được cái map như thế này, hay phết nhờ. 1000 coin và Snapdragon, bên này thêm một đống coin này, nhiều coin thật sự luôn. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục continue nha. Các em xem quảng cáo một lần nữa sẽ được chơi thêm một trận, nhưng mà chắc không cần đâu nhỉ. Ok, new epic quest available. Ok, mình sẽ được gì đây? Game à, thêm game à? Hay cái gì đó, thêm ít game này. Thêm một chút xíu game. Chúng ta sẽ thử level up cho cái Amamin free. Có cái gì mới không? Pearson Zombie vẫn là Jurassic Mask. Không chơi Mask đâu, nó khó lắm ấy. Jurassic Mask cực kỳ là khó chịu và mình không thể chơi được, mình đảm bảo anh em luôn như vậy đấy. Mình có nhiệm vụ gì nữa không nhỉ? Dạ cũng hết rồi, chúng ta sẽ có Arena Battle thôi anh em. Đi lấy cái cây này cái, đi lấy cái Blackberry cái nhờ, để chơi free mà nhờ. Vẫn dùng áp dụng cái chiến thuật gọi là siêu giật tung màn hình, giật lag tung màn hình lên thôi anh em ơi nhờ. Chơi đơn thôi. Ok, bằng này cây đây, vẫn có cây lửa nha anh em, vẫn là phải áp dụng chiến thuật này, không thể nào cách nào khác được. Đây chứ là tốt nhất mà chúng ta có thể chơi được nha. Ngứa mũi quá, hơi khó chịu một tí xíu. Rồi đây, đây này full chưa ta? Chưa full cây đâu. Đấy, như thế này, thế này để full luôn anh em ạ. Có bao nhiêu cây để full bấy nhiêu cây luôn. Mình để lên phía trên được không ta? Có cây lửa này, có cây lửa để hơi xa nhỉ. Mình cảm giác gốc cây lửa để nó hơi xa một tí. Và gốc cây lửa để đây hoàn toàn là có thể bị thịt luôn anh em ạ. Mà thôi, đằng nào thì cũng sẽ như vậy. Mình sẽ để đây là hợp lý nhất rồi. Mình có nên trồng Blackberry không ta? Chưa có nên trồng Blackberry hay không nữa. Lý do tại vì không đủ tiền. Đấy. Mình để một hàng thôi anh em. Hay là hai hàng ta? Một hàng đi. Blackberry nó cũng khá là lâu đấy anh em. Blackberry 175. Còn thiếu 2 cây nữa anh em. Thôi, như thế này là hợp lý anh em ơi. Và chiến rồi. Let's go boy. Giật thế nhỉ? Cái này lúc nào nó cũng sẽ giật rồi anh em. Anh em đừng có hy vọng là không giật nha. Cực kỳ là lát luôn đấy. Gốc cây lửa rồi. Chờ. Vãi cả lồng đèn luôn. Lát tung cả máy. Phải nói là lát tung cả máy anh em ạ. Anh em ơi, có cây lửa đâu rồi? Có cây lửa không? Nhìn thấy có cây lửa gì phải? Ui, giật thật sự. Để phía trên này anh em. Ôi trời ơi, dùng nhầm rồi anh em ơi. Không đẩy bọn này ra ngoài. Vấn đề là không đẩy được ra ngoài nhá. Còn có 27 giây anh em ơi. Đằng nào thì ta cũng sẽ thắng thôi, nhưng mình muốn đang có một cái kỷ lục điểm gì đấy. Hơi chậm, con này hơi chậm. Dùng nhanh em ơi, dùng nhanh, nó lag quá.
Nó quá là lag cái này thì chơi sao? Còn 9 đây anh em ơi. Cố lên nào, cố lên nào, cố lên nào, cố lên nào. Mình còn đang tìm chỗ để đặt đây. Không biết anh em ơi. Để phát. 1.1 triệu. Thế sao mà hôm qua cái thằng kia lên được nhiều điểm thế ta? Đây có thêm một cái này nhưng mà hết đấy rồi. Dã man. Đầu đội mũ bảo hiểm luôn. Đầu đội mũ giáp sắt luôn. Chiến đấu hết mình luôn anh em ạ. Ngon phết nhờ. Blackberry Vice vẫn là như thế này. Bây giờ nâng cấp thế nào cho củ lạc giòn tan đây anh em ơi. CLGT thì sẽ nâng cấp kiểu gì đây? Chúng ta sẽ được thêm khoảng 50 game. Ui, ngon. 50 game này. Lâu lắm rồi sẽ được nhiều game như thế này. Thật sự là tuyệt vời. Tuyệt vời một trời thế nhờ. Mình có khoảng 119 game, mình sẽ đi mua cây anh em ạ. Mình kiếm thêm được 2 kẹo bên này. Hay nhờ. Thật sự là hay ho. Kiếm được 2 kẹo bên này và chúng ta sẽ vào trong cái này và mua thôi anh em. Cây đâu? Electric City gì đấy. Ok, như thế này nha. 100 game à? 100 game, sẽ mua cái này thôi anh em. Big Way Beach. Vẫn sẽ mua cái này thôi. Để nâng cấp cho bowling anh em ơi. Của tôi vẫn sẽ nâng cấp cho bowling thôi. Ủa bao giờ là 750 đây? Khó thật sự. Mình tốn rất là nhiều game nhá. Bonus sắp lên ra Paleno. Bonus thêm cái này level 6 rồi. Mà cái kia không lên nổi level 6. Bowling thật sự khó lên kinh khủng. Không phải nói bowling thật sự khó. Mình phải đốt mấy trăm game ở đấy rồi đấy. Đốt đến hàng nghìn game vào trong cái đấy rồi đấy. Không phải dễ. Ok, chơi thêm một trận Blackberry Vice nữa nhá. Game rất là nhiều. Mình thì mình đứng ở vị trí thứ mấy đây? 56 à. Theo mình nghĩ là mình vẫn có thể đeo bám được với top trên nha. Nếu mà cố gắng thì chúng ta sẽ vẫn thể đeo bám được với thằng Sergio VAZQ gì đấy ở đây. Ok, chiến này anh em. Let's rock thôi. Chiến. Đánh thì đánh nha. Mình sợ đếch gì. Oh man. Như này là hình hợp lý nhất rồi đấy. Bình tĩnh thôi, không cho, chưa cần vội. Sẽ ấy rồi mà. Chúng ta vô đây anh em ơi. Mình mất méo có cái lửa rồi. Đấy, chà. Đúng rồi, mất luôn kia rồi. Đúng rồi. Bựa thật sự luôn anh em. Ui, nó đá mình ra sau kìa. Sau này. Cay thật sự luôn. Mình phải dùng Blend Food nhanh vào. Nhiều Blend Food quá nè. Nó phục Blend Food rồi nè. Ra đi em ơi. Thực sự là cũng không cần thiết cái kia quá đâu. Ui, đúng rồi. Uầy. Nó gọi là siêu lag. Bọn kia không phát nó vượt qua được cả mình á. Vượt qua cả điểm của mình nhỉ. Khá là kinh nhỉ. Khá là ghê đấy. Ok, lên nào. Lạc tung cờ đít ra. Lạc tung cờ đít ra anh em ạ. Chưa có ấy anh em ơi. Nhìn như là chưa có. Này, thêm lửa nè. Tăng cường sức mạnh của lửa vào. Nó khỏe này mà. Giật quá. Không biết có máy nào nó chịu được mà nó không lag không nhỉ. Mình không biết là có máy nào nó chịu được không. Chết rồi. Phí rồi. Không được rồi. Ok. Triệu mốt, 1.195.000. Sẽ dừng lại đây nha. Không hơn được. 230.000. Tầm khoảng 1.195.000 anh em. Rồi thì chúng ta sẽ kêu mê nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game. Đó chính là Play 22 nha. Xin chào, gặp lại. Bye bye.